Đà Phật. Dạ kính bạch đại chúng, con là Thích Nữ Huyền Linh. Hôm nay là hơn 10 giờ đêm rồi, ngày 2 mùng 10 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần. Đây là con đang muốn thông báo với đại chúng một việc là hãy ngừng lại cái vụ chị Ven đi. Tại vì chị Ven đang bị ma vương nó hại, nhưng mà chị không có biết, chị muốn dùng cái thân của chị để cho ma vương thỏa mãn ái dục xác thịt nam nữ, quan hệ nam nữ vợ chồng với nhau á, là chị muốn để làm cách đó để cho mọi người cứu, chị sẽ cứu được mọi người, chị sẽ cứu được cái người mà thỏa mãn xác thịt nam nữ trên người của chị. Nhưng mà thật ra không phải, thật ra là chị đã bị ma vương nó lôi rồi. Chị muốn, tóm lại là chú Trường Vlog á, là cái người mà đã quan hệ tình dục với chị Ven 3-4 lần rồi. Bà nhớ mà chừng gặp mặt thì không biết chuyện gì nói. Con hỏi cháu sao hôm qua? Hôm qua có điện gặp rồi ha. Dạ. Dạ. Sao chị Ben nhớ ngồi không? Nhớ ở trong tâm nè. À, nhớ trong tâm ha. Ngoại có điều gì muốn nói chị Ven không ngoại? Hồi nãy ngoại nói là nhớ con cháu gì đó. Thì nhớ con cháu. Dạ. Mà hôm qua điện cho rồi gặp. Dạ. Không biết nói gì, không hỏi cái gì được. Nói chung là chỉ biết nhìn thôi. Biết nhìn. Nói không ra lời. Nay chị Ven mặc bộ đồ đẹp quá vậy chị Ven. Bộ đồ đó mua ở đâu hả? Dạng người ta cho. Người ta cho hả? Tưởng đâu lúc này giàu thì mua đồ đẹp chứ. Thường là chị phái bận những bộ đồ này hay là bận những bộ đồ mà lam ta? Đó là tùy duyên mà. Tùy duyên mà. Tại vì mình đâu phải là xuất gia trong ngôi chùa Tam Bảo. Dạ. Mình mặc đồ thoải mái. Dạ. Khi nào có dịp đi chùa đi gì mình mới lấy đồ lam và bằng gì ha. Dạ. Hoặc là đồ tu đó để dành đi chùa, ngồi thiền.
À, thường là chị ngồi thiền là chị bận đồ làm. Dạ đúng rồi. Bà ngoại có nhớ chị Ven không? Nhớ chứ. Nhớ hả? Mừng. Rồi thấy gì mừng. Bao lâu rồi con bà cháu chưa gặp nhau ta? Tới đây bà cũng còn mừng nữa. Vậy hả? Dạ. Dạ. Hai bà cháu mấy ngày rồi không gặp nhau? Không gặp lâu. Lâu lắm rồi hả? Lâu rồi. Tại chị Ven đi quá trời mà. Ở nhà cũng dần dài, ông bà đời Phật của theo đường, theo xa. Giờ gặp mặt ở đó bà ngoại muốn nói gì với chị Ven nói đi. Bà ngoại thấy bữa nay thấy chị Ven đẹp không? Thấy đẹp hơn mỗi khi không? Sao bà ngoại muốn nói gì với chị Ven? Chào chân khanh sợ bài đây. Dạ chào sợ bài. Chị cũng sợ bài đây. Thấy kê mò chân trùng chân á. Chị cũng ò. Thấy chảo cũng ò. Mẹ nè. Ngoại ơi. Bà ngoại hỏi chị Ven. Ngoại nói bằng tiếng Việt đi ngoại để nói tiếng dân tộc có nhiều khi khán giả không hiểu gì hết trơn. Dạ. Thì nó kê hiểu á. Là con không hiểu. Con không biết luôn. Rồi ngoại nói tiếng Việt lại được không ngoại? Dịch lại ngoại. Nãy ngoại nói chị Ven mình giỏi không hả? Dạ. Rồi Ven nghĩa biết luôn hả? Anh nghĩa nghe hiểu á. Rồi đừng có đi đường xa nữa, sợ mệt. Chào cháu. Đừng đi nữa nghe. Nghe tùy diễn hình pháp. Bà ở nhà cũng nhớ rồi buồn trong mình. Dạ. Cũng được vui.